Chào mừng các bạn đã quay trở lại với eSports 247 và chúng ta sẽ đến với bản tin ngày 19 tháng 11 năm 2021. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ luôn. Để giúp kênh phát triển hơn nữa, hãy nhấn like nếu như các bạn thích video này và nhấn subscribe kênh nhé. Chào mọi người. Như các bạn đã biết thì ở thời điểm hiện tại Lu đã ký hợp đồng stream trực tiếp ở trên Buya. Nếu như các bạn muốn ủng hộ Lu hay là muốn xem các nội dung như là talk show, trả lời câu hỏi, phân tích, dự đoán, chơi game thì các bạn hãy đến với đường link Buya Lu để bên dưới phần miêu tả nha. Tất cả những nội dung này sẽ chỉ phát trực tiếp ở trên Buya mà thôi. Rất hy vọng là gặp được các bạn ở bên đó. Còn bây giờ thì xin tạm biệt. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, thế giới Liên minh huyền thoại mà chúng ta từng biết đã không còn nữa. Một cơn bão nhân sự vừa quét qua toàn bộ các đội tuyển LCK, báo hiệu cho một mùa giải mà hầu hết các đội xứ Hàn đều sẽ có biến động nhân sự cực kỳ lớn. Điều an ủi duy nhất của DK hiện tại là việc giữ chân được huấn luyện viên Danny. Khan đã nói lời từ biệt với DK như những gì mọi người vẫn nghĩ. Tuy nhiên, việc Kenyon, Showmaker và cả Barrow trở thành tuyển thủ tự do sẽ là một mất mát cực kỳ lớn. Chắc chắn DK sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt để có thể tái ký với những cá nhân tài năng này. Sống lưng vàng của Hanwha Esports, siêu sao đường giữa Chovy cũng trở thành tuyển thủ tự do cùng với Dev. Gia nhập với họ là Yukao, Blank, Duran và Do từ KT. Đội có logo chữ R cũng đã chia tay Hybrid và Zeus. Sau một thời gian dài ngồi trên ghế dự bị, Teddy và Kurs đã không còn khoác áo T1 nữa. Ngoài ra, huấn luyện viên Bengi cũng rời chiếc ghế của mình ở Team Challenger. Liếm Xanh Bóc hiện đã tạm biệt hầu hết các thành viên chính. Ngoại trừ Groko ra thì 4 trên 5 trụ cột ở mùa trước đều đã nói lời chia tay. Đội cũng đã có chữ ký của Closer ngay sau khi người chơi trẻ tuổi này rời khỏi T1, cũng như chào đón sự trở lại của Madlener cũ Dove nhưng ở vị trí đường trên. Sau khi tạm biệt Odin, Genji cũng đã không còn có sự phục vụ của Clit, Rasko, Yongye và huấn luyện viên Gon. Có vẻ như đội gạo cội này đang chuẩn bị cho một cuộc thay máu triệt để. Ở một diễn biến khác, Nông Sim đã giữ lại dàn huấn luyện viên của mùa trước. Về mặt tuyển thủ, chỉ có mình Binet là ở lại, trong khi 4 cái tên từng mang đến thành công cho đội ở mùa giải trước đều đã rời đi. Không kém cạnh nhiều so với Lipsenbox, Africa Freak cũng đã chia tay 3 trong số 5 tuyển thủ có tên trong đội hình chính vào mùa giải trước. Ra đi cùng với họ là Bang và Ken. Dàn huấn luyện viên của Africa Freak cũng sẽ có sự thay đổi khi Lyra và Rigby không còn ngồi trên chiếc ghế đó nữa. Ngoài Hoya, Brion đã gia hạn thành công hợp đồng với 4 cái tên cốt cán của họ. Đội cũng đã nói lời tạm biệt với hai người chơi dự bị là Yaharon và Chieftain, đồng thời chia tay toàn bộ tuyển thủ ở giải Challenger để dành không gian cho các học viên ở Team Academy và các ứng viên đến từ Việt Nam. Người sẽ thế vào vị trí của Hoya là một cái tên lạ mà quen, một người đã lâu không gặp, cũ đường trên của Riffin, So. Cuối cùng là Reganek. Sau khi kết thúc hợp đồng với CVMAC, đội đứng chót LCK cũng đã chia tay với hai huấn luyện viên Son và Bori. Người hâm mộ Liên minh huyền thoại xứ cờ hoa cũng đang chứng kiến sự thay đổi lớn trong bộ máy nhân sự ở các đội LCS. Perk đã chia tay với Cloud9 như những thông tin lan truyền trong thời gian gần đây. Ngoài ra, Vulcan cũng đã nói lời tạm biệt với Mây Chính để khoác áo Evil Genius. Một việc mà theo hỗ trợ này là cho phép anh Toxic nhiều hơn khi leo rank. Đội mới của Vulcan cũng đã tạm biệt Zyuke và đưa tân binh Jojo Pion từ Academy lên để điền vào chỗ trống, đồng thời bổ sung Contract vào vai trò đi rừng. TSM đã không còn sự phục vụ của xạ thủ Lost. Xạ thủ trẻ này sẽ khoác áo Golden Guardian trong mùa giải tới. Người chơi đường giữa kỳ cụ Bao Evil cũng đã nói lời ra đi để khoác áo Immortal. Đây cũng là bến đỗ mới của rùa hoàng White Turtle. Ngoài ra, Immortal còn chào đón sự trở lại của những cái tên cũ như Riven, Zexa và Destiny để hoàn thiện đội hình của mình. Sau một mùa giải đầy thất vọng, COG đã kết thúc hợp đồng với toàn bộ tuyển thủ của mình. Đối ngược với COG là Red Thief, việc giữ lại nguyên dàn tuyển thủ của những tên cướp là một quyết định dễ hiểu khi những con người này đã đưa họ đến với đỉnh cao của LCS. Điểm đáng chú ý là đội đã đưa Tenacity, top lane người Canada từ Team Academy lên đội hình chính. Reckless dứt áo Jiju là điều được đồn đoán từ lâu, thế nhưng việc xạ thủ biểu tượng của LAC ký hợp đồng với Kaminkov và xuống chơi ở giải hạng 2 LFL không khác gì một quả bom làm cả cộng đồng nổ tung. Có thể Reckless sẽ tung hoành như chỗ không người ở đất Pháp, việc anh bị vượt mặt bởi lứa đàn em cũng có thể xảy ra. Một điều chắc chắn là hệ thống giải hạng 2 của châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, đang được sự chú ý của người hâm mộ nhiều hơn bao giờ hết. Xét cho cùng thì hai lần lọt vào chung kết LPL không phải là một kết quả quá tồi với một người chỉ mới đến LPL như Nuguri, nhưng rõ ràng hành trình cùng Bầy Phượng là một câu chuyện buồn. Với những tài năng như thế, với vị thế của Nuguri cùng Phoenix Phoenix, người hâm mộ đã hy vọng ở họ những thành tích tốt hơn là muối mặt về nước sau vòng bảng trên đất Iceland. Khi không đạt được thành tích mong muốn thì cuộc chia tay giữa Nuguri và Phoenix cũng đã xảy ra như lẽ dĩ nhiên. Bên cạnh đó, mối nhân duyên giữa Thiên và Bầy Phượng cũng đã kết thúc. Ngoài ra, đường trên danh tiếng The Sai cũng công bố trên Weibo rằng bản thân đã trở thành tuyển thủ tự do, đồng thời đang trong quá trình thương thảo tích cực với IG để có thể đưa ra quyết định trong tương lai. Sau thành công trong năm 2021, giải đấu Lock-in vẫn được tiếp tục. Red Thief và Team Liquid được phân vào hai bảng và hai đội sẽ lựa chọn đội có mặt trong bảng đấu của mình.
Bên cạnh đó, LCS cũng sẽ quay trở lại với thể thức hai giải xuân hè. Mid-season showdown sẽ không còn và đại diện của LCS tại MSI sẽ được chọn sau khi playoff mùa xuân kết thúc. Một điều nữa rất đáng chú ý là Riot cũng sẽ khởi động một server mới dành cho những người chơi có mức rank cao tại Bắc Mỹ. Thi thoảng khi xem VCS thì việc vứt não đi là một lời khuyên mà các bạn nên thực hiện, và nó đúng ít nhất là trong trận đấu mở màn giữa SBTC và Team Secret. Thật khó để có thể đưa ra một đánh giá có tính chuyên môn về cặp trận này. Chính tuyển thủ của hai đội đều đã thể hiện trình độ cá nhân cùng với trình độ tấu hài trong cùng một trận đấu. Người duy nhất chơi một cách ổn định chính là Celeb. Màn trình diễn riêng cực kỳ xuất sắc của xạ thủ SBTC chính là điều tạo nên sự khác biệt giữa hai đội trong ván đấu thứ nhất. KDA 12-16 như một minh chứng rõ ràng cho việc Celeb đã còng lưng gánh team như thế nào. Ván đấu thứ hai cũng là câu chuyện tương tự. Quá nhiều sai lầm đến từ hai phía đã khiến SBTC lẫn Team Secret chẳng thể nào triển khai trận đấu một cách mạch lạc như những gì mong muốn. Chút chênh lệch không đáng kể hết rơi vào bên này rồi lại chuyển đến bên kia. Phút 26, sự chủ quan trong việc kiểm soát tầm nhìn của Team Secret đã phải trả giá rất đắt. Từ trong bụi, Kennen của Emperor đã bất ngờ lao ra tung bão sấm sét làm choáng gần như toàn bộ đội hình đối phương. Pha giao tranh thắng lợi ngay sau đó của SBTC đã định đoạt kết quả trận đấu. Mất đi Bakke phải SD, ẩn mật giáo đành phải dâng linh hồn rồng nước và bù lại Baron cho đối phương. 4 phút sau, chỉ còn mình DNK còn sống khi nhà chính của Team Secret bị phá tan tành. Nếu như SBTC khởi đầu mùa giải một cách thuận lợi thì nhà đương kim vô địch của VCS đã không thể làm được điều đó. Cerberus vòng bảng là một đối thủ khá cứng và Gam đã gãy răng khi cắn vào, ít nhất là trong ngày thi đấu thứ hai. Điểm đáng chú ý trong ván đấu đầu tiên là cách vận hành và tổ chức giao tranh của Cerberus gần như là hoàn hảo để Vex của Yado được phát huy tối đa sức mạnh. Pháp sư khó chịu không đem đến sự khó chịu cho Gam mà là nỗi hoảng sợ lan tràn. Vex có mạnh không? Hãy nhìn Yado. Đà thăng hoa được Cerberus tiếp nối trong ván đấu tiếp theo sau đó. Thế nhưng hăng quá hóa dở, có vẻ như sự hưng phấn lại chính là nguyên nhân dẫn đến việc các học trò của Yuna thi đấu thiếu tập trung để rồi quăng game một cách không thương tiếc. Cerberus cho thì gàm lấy, bảo đạn lạnh lùng của Deep Kid không chỉ lấy về Baron cùng điểm hạ gục mà còn là cơ hội lật lại thế cờ. Ở phút 29, âm ty trói buộc của KT đủ để vô hiệu hóa Artemis. Mất đi sát thương chủ lực, Cerberus tan vỡ và chấp nhận thất bại trong ván 2. Câu chuyện ở ván 3 cũng gần như tương tự, thế nhưng mọi chuyện đã khác hơn một chút. Cerberus dồn sự chú ý nhiều hơn vào vị trí của Artemis, rồi tận dụng lợi thế đường dưới để kiểm soát trọn vẹn 3 con rồng nguyên tố đầu tiên. Trong thế hơn người ở phút 20, Gam muốn mở giao tranh. Thật tiếc rằng Yado giữ chân được Kiaya, còn Deep Kid thì không đến được vị trí cần thiết. Khoảng trống có được là đủ để Jin bắn thỏa thích. Trong cơn hưng phấn của khẩu pháo nổi loạn, Gam tan vỡ. Kể từ đây ván đấu nằm hẳn về tay Tam Đầu Khuyển. Nỗ lực của Gam chỉ có thể kéo dài ván đấu thêm ít phút chứ chẳng thể đem đến cho họ một cơ hội lật kèo nào. Khi gặp một SBTC không còn tấu hài, Cerberus đã thể hiện những tiến bộ rất rõ ràng trong việc triển khai thế trận và giành chiến thắng thuyết phục sau 3 ván đấu. Ván đầu tiên chứng kiến sự bình tĩnh của Tam Đầu Khuyển, bất chấp việc lợi thế rơi vào tay SBTC, Cerberus vẫn bảo lưu các điều kiện thắng của mình. Khi dàn chẵn đã thành hình, Bull cùng đồng đội thành công định đoạt ván đấu chỉ sau 2 pha giao tranh quyết định. Sau bước lùi ở ván 2, Cerberus đã gần như ngay lập tức thích nghi được với chiến thuật của đối phương. Việc bắt bài hoàn toàn phải di chuyển 5 người ở cấp 1 của SBTC không chỉ mang lại 2 mạng mà còn là quyền chủ động tuyệt đối. SBTC không yếu, những tuyển thủ đầy sức trẻ của họ vẫn kiên trì thi đấu nhằm tìm kiếm cơ hội lật kèo. Tiếc rằng những sai lầm mà Cerberus mắc phải quá nhỏ để cho đoàn quân của Sẹt có thể khai thác. Những nỗ lực của Tam Kê dù đáng khen nhưng đáng tiếc đều đổ sông đổ bể khi mà quả cầu tuyết đã được Cerberus lăn một cách chuẩn chỉ để đem về chiến thắng thứ hai. Ở một diễn biến khác, Butter Sky đã gục ngã đầy chóng vánh trước Luxury Sport chỉ sau 2 ván đấu. Thật đáng tiếc cho Sky khi họ đã nuôi được một Almine rất xanh và nắm giữ những lợi thế nhất định trong game đấu thứ hai. Thế nhưng khi mũi nhọn sắc bén nhất của họ bị bẻ gãy bởi một pha vòng sau của Cô Tịch cùng Killer Queen, Sky tan vỡ. Có vẻ như các tân binh của Team Flash vẫn chưa thể nào thích nghi được với sự khắc nghiệt của VCS. Sự non nớt của những cái tên mới đang lộ ra chỉ sau 2 trận đấu đầu tiên. Ván đấu duy nhất mà các học trò của Stark giành được chiến thắng là khi Team Secret đang luyện tập ráo riết để dự thi thách thức danh hài. Vô vàn các tình huống thi đấu kỳ cục đến ngỡ ngẩn của SD và đồng đội đã gần như dâng ván đấu lên tận miệng Team Flash. Đây là một ván đấu mà Team Secret đã rơi vào sự luẩn quẩn do chính mình tạo ra. Họ mắc lỗi rồi thua giao tranh. Sự nóng vội muốn gỡ gạc bằng giao tranh lại khiến họ phạm sai lầm và thua tiếp. Cái vòng tròn ác tính đó chỉ kết thúc ở phút 36 khi nhà chính của Team Secret vỡ tan dưới gót giày Team Flash. Ở 4 ván đấu còn lại, dù đối thủ là Sài Gòn Buffalo hay ẩn mật giáo thì Team Flash đều lộ ra những điểm yếu cực kỳ dễ khai thác. Thiếu chủ động, mất tập trung, kiểm soát tầm nhìn và thiết lập giao tranh kém. Tất cả đều là nguyên nhân đưa Team Flash đến với kết quả trắng tay sau 3 ngày thi đấu đầu tiên của VCS. Điều an ủi duy nhất là đâu đó vẫn có những điểm sáng đáng khen trong màn trình diễn của Yoshino và đồng đội. Thế nhưng Minh may mắn và các học trò sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể trở mình, nhất là trong một giải đấu kính lịch như mùa đông này.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Lu. Để giúp kênh phát triển hơn nữa, hãy nhấn like nếu như các bạn thích video này và nhấn subscribe kênh nhé.